Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Pháp Sư thứ 10. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhân nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tán muôn đại sĩ rằng: Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên, Long Vương, Giả Xoa, Càn Thất Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Giả, nhân cùng phi nhân và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, hàng cầu Thanh Văn, hàng cầu Bích Chi Phật, hàng cầu Phật Đào, các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bài kệ một câu, nhấn đến một niềm tùy hỷ đó, ta đều thọ ký cho, sẽ đẳng vô thường chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Dược Vương, lại sau khi Đức Như Lai diệt đồ, để có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhấn đến một bài kệ một câu niềm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thường chẳng đành chánh đẳng chánh giác cho. Nếu lại có người thọ trì đọc tùng, giải nói, biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhấn đến một bài kệ đối kinh điển này, cung kính xem như Phật, các thứ cúng dường, hoa, hương, chuối ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lòng lụa, tràng phan, y phục, ký nhạc, nhấn đến chắp tay cúng kính. Dược Vương nên biết, các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật. Ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. Dược Vương, để có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đẳng làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đẳng làm Phật. Vì sao? Nếu có gã thiền nam, người thiền nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhận đến một câu thọ trì đọc tùng, giải nói, biên chép các thứ cúng dường, kinh quyền, hoa, hương, chuối ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lòng lụa, tràng phan, y phục, ký nhạc, chắp tay cung kính, người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phùng, nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường người đó. Phải biết người đó là Bồ Tát lớn, thành song đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh vào trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Huống lại là người tròn hay thọ trì và các thứ cúng dường. Dược Vương nên biết, người đó từ bỏ nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta diệt đồ, vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời ác, rồng nói kinh này. Nếu người thiện nam, người thiện nữ đó, sau khi ta diệt đồ, có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa, nhấn đến một câu, phải biết người là sứ của Như Lai, được Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng, rồng vì người nói. Dược Vương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp hiền ở trước Phật, thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tùng kinh Pháp Hoa, tội đây rất nặng. Dược Vương, có người đọc tùng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật từ trang nghiêm mình, thời được Như Lai dùng vai mang vác, người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường, tôn trọng người khen, hoa, hương, chuối ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lòng nhiễu, tràng phan, y phục, đồ ngon, trối các thứ ký nhạc, đồ cúng bậc thường của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó, nên cầm báu trời mà rải cúng đó, nên đem đống báu trên trời dâng cho đó. Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền đằng rốt ráo, vô thường chánh đẳng chánh giác vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Nếu muốn trụ Phật đạo thành tựu trí tự nhiên, thường phải siêng cúng dường người thọ trì Pháp Hoa. Có ai muốn mau đẳng nhất thiết trùng trí huệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Nếu người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên biết là sự Phật, thường như các chúng sanh, những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Xa bỏ cõi thanh tịnh, thường chúng nên sanh đây, phải biết người như thế, chỗ muốn sanh tự tại ở nơi đời ác này,
rồi nói pháp vô thường, nên đem hoa hương trời và y phục báo trời, đống báo tốt trên trời, cũng dường người nói pháp. Đời ác sau ta diệt, người hay trì kinh này phải chắp tay lễ kính, như cúng dường Thế Tôn, đồ ngon ngọt bậc thường và các món y phục, cúng dường Phật từ đó, mong được giây lát nghe. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta khiến ở trong người làm việc của Như Lai. Nếu ở trong một kiếp thường ôm lòng chẳng lành, đỏ mặt và mắng Phật, mắc vô lượng tội nặng. Có người đọc tùng trì kinh diệu pháp hoa này, giây lát dùng lời mắng tôi đây lại hơn kia. Có người cầu Phật đạo mà ở trong một kiếp chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ khen, do vì khen Phật vậy đặng vô lượng công đức. Khen người người trì kinh phước đây lại hơn kia, trong 80 ức kiếp dùng sắc thinh tối diệu và cùng hương vị xúc, cũng dường người trì kinh cũng dường như thế rồi mà được chốc lát nghe. Thời nên từ mừng vui, nay ta được lời lớn, dược vương nay bảo ông các kinh của ta nói. Mà ở trong kinh đó pháp hoa cột thứ nhất, lúc bấy giờ Phật lại bảo ngài dược vương đại Bồ Tát, kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiền nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh pháp hoa rất là khó tin, khó hiểu. Dược vương, kinh này là tàng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bùa vòng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn, từ xưa đến nay chưa từng bày nói. Mà chính kinh này, khi Như Lai đương hiện tại, còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Dược vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọ trì, đọc tùng, cúng dường vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trùng đó, lại được các đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho, người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành. Phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Như Lai lấy tay xoa đầu. Dược vương, nơi nơi, chỗ chỗ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tùng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dừng tháp bằng bày. Thứ báu, cho tột cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần để xả lời. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa, hương, chuối ngọc, lòng lụa, tràng phan, ký nhạc, ca tùng để cúng dường cung kính tôn trọng người khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thường, chánh đẳng chánh giác. Dược vương, có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng có thể thấy nghe, đọc tùng, biên chép, thọ trì, cúng dường được kinh pháp hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người đã nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo Bồ Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo, hoặc thấy hoặc nghe kinh pháp hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó đang gần đạo vô thường, chánh đẳng chánh giác. Dược vương, thí như có người khác tìm nước ở nơi gò cao kia soi, đào tìm đó vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, ra công đào không thôi, lần thấy đất ướt, rồi lần thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần. Bồ Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh pháp hoa này, phải biết người đó cách đào vô thường, chánh đẳng, chánh giác còn xa. Nếu được nghe, hiểu, suy ngẫm tu tập kinh này, thời chắc biết đang gần vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Vì sao? Vì đạo vô thường, chánh đẳng, chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện, bài tướng chân thiệt. Tàng kinh pháp hoa này xa kín nhiệm sâu, không có người đến được. Nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Dược vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh pháp hoa này mà kinh nghi sở sệt,
phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sở sệt, phải biết đó là hàng tăng thượng mạn. Dược Vương, nếu có người thiền nam, người thiền nữ nào sau khi Đức Như Lai diệt đồ, muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này, thời phải nói cách thế nào? Người thiền nam, thiền nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa, nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không, an trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biếng trễ vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Dược Vương, bây giờ ta ở nước khác, sai hàng Hóa Nhơn làm chúng nhóm nghe pháp của người đó. Ta cũng sai Hóa Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận, thuần theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỷ, thần, Càn Thất Bà, Atula, vân vân nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó đằng thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất cầu lối, ta lại vì nói cho đó đằng đầy đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyển lại nghĩa trên mà nói kể rằng: muốn bỏ tánh biếng lười nên phải nghe kinh này. Kinh này khó nghe đằng, người tin nhận cũng khó. Như người khát cần nước, soi đào nơi gò cao, vẫn thấy đất khô ráo, biết cách nước còn xa. Lần thấy đất ướt bùn, quyết chắc biết gần nước. Dược Vương, ông nên biết các người như thế đó chẳng nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe kinh sâu này, quyết rõ pháp thành văn, đây là vua các kinh. Nghe xong suy ngẫm kỹ, phải biết rằng người đó gần nơi trí huệ Phật. Nếu người nói kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, mà ngồi tòa Như Lai, ở trong chúng không sợ. Rồng vì người giải nói từ bi lớn làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa. Ở đó vì người nói, nếu đúc nói kinh này, có người lời ác mắng, dao gầy ngói đá đánh, nhớ Phật nên phải nhìn. Ta trong muôn ức cõi, hiền thân sạch bền chắc, trải vô lượng ức kiếp, vì chúng sanh nói pháp. Sau khi ta diệt đồ, nếu hay nói kinh này, ta sai hóa tứ chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và nam nữ thanh tình cũng dường nơi pháp sư dẫn dắt các chúng sanh nhóm đó khiến nghe pháp. Nếu người muốn làm hại, dao gầy cùng ngói đá, thời khiến người biến hóa, giữ gìn cho người đó. Nếu người nói Pháp Hoa ở riêng nơi vắng vẻ, lặng lẽ không tiếng người đọc tùng kinh điển này, bây giờ ta vì hiền thân thanh tịnh sáng suốt, nếu quên mất chương cũ vì nói khiến thông thuộc, nếu người đủ đức này hoặc vì bốn chúng nói chỗ vắng đọc tụng kinh, đều đặng thấy thân ta. Nếu người ở chỗ vắng, ta sai trời Long Vương giả xoa quỷ thần thầy vì làm chúng nghe pháp. Người đó ưa nói pháp, phần giải không trở ngại, nhờ các Phật hộ niệm hay khiến đại chúng mừng. Nếu ai gần pháp sư, mau đặng đào Bồ Tát, thuận theo thầy đó học, đặng thầy hằng xa Phật.